những cuộc ăn chơi không tưởng của quan chức Việt Nam. Kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, ăn chơi trác táng không chỉ xuất hiện ở những đại gia công tử, mà còn ở cả những quan chức thoái hóa biến chất với mức độ khủng không tưởng. Để biết thông tin chi tiết, xin mời quý vị đón xem những cuộc ăn chơi đình đám của quan chức Việt Nam. 1. Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng, đánh ván cờ tướng với tiền đồ hàng chục tỷ. Vốn là bạn học cùng bổ túc văn hóa công nông, ông Nguyễn Thanh Lèo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng và ông Trần Văn Tân, Giám đốc Trung tâm Sát hạch và cấp phép lái xe hạng 3 Sóc Trăng, từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết. Cùng đam mê đánh cờ tướng nên hai quan thường hẹn nhau giải trí vài ván sau những buổi làm việc. Đầu tiên, họ chỉ ăn thua nhau bằng vé số. Chị Năm Tươi, ngụ phường 3 thành phố Sóc Trăng cho biết, ông Lèo mua vé số rất bạo, không chỉ mua hết cho các cô cậu bán ế buổi chiều, thỉnh thoảng người của đại lý vé số còn ghé quán cà phê gần Sở Giao thông Vận tải tỉnh, đưa cho ông Lèo cả sắp dày cộp. Có tham gia góp vốn vào công ty cổ phần xây dựng Phú Lộc ở huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng, ông Lèo được biết đến là quan nhiều tiền. Còn ông Tân cũng không kém cạnh bạn học, bởi làm chủ nhiều nhà hàng, quán cà phê và luôn vi vu trên chiếc xe Audi cáo cạnh. Một người bạn của ông Tân ở phân hiệu 1 trường trung cấp nghề khu vực đồng bằng sông Cửu Long kể rằng, có hôm hai kỳ thủ bắt đầu đánh từ chiều đến tận đêm, nhưng chỉ được một ván. Họ nghiền ngẫm nước cờ rất kỹ, đôi khi cả nửa tiếng đồng hồ mới quyết định ăn con cờ đối phương. Còn một cán bộ ngành giao thông vận tải thì nhớ như in ván cờ đêm tang lễ của cựu giám đốc Sở Giao thông Vận tải Sóc Trăng gần 2 năm trước. Hôm ấy, ông Lèo và ông Tân cùng đến dự đám tang, nhưng một lúc sau họ kéo nhau qua bàn riêng đánh cờ tướng đến gần nửa đêm. Do có một người bạn rủ nhậu mà không thể từ chối được. Trước khi đánh xế hợp đi, ông Tân lấy điện thoại chụp lại hiện trạng ván cờ. Gần 3 giờ sau, ông này quay về xếp cờ như cũ, rồi chơi tiếp đến rạng sáng. Sau khi ông Lèo và ông Tân bị bắt quả tang đánh cờ ăn tiền, nhiều người quen của họ không khỏi ngỡ ngàng vì số tiền đem ra cá cược lên đến hàng chục tỷ đồng. Còn vợ ông Lèo cũng than thở. Giờ tôi mới biết những lần chồng đi thâu đêm suốt sáng là để đánh bạc, chứ không phải mèo chuột như tôi nghi ngờ. Hồi trước cũng có nghe ông nói đánh cờ tướng với bạn bè, nhưng tôi cứ tưởng họ chỉ ăn thua vài tờ vé số, ít chai bia uống cho vui. Giờ vớ chuyện ra mới biết ông đánh cờ với chủ quán cánh bườm, cược nhau tiền tỷ. Trình bày sự vụ với cơ quan công an, ông Lèo cho biết, trong nhiều tháng qua, ông và ông Tân đã nhiều lần đánh cờ tướng ăn tiền tại các quán cà phê. Ban đầu mỗi ván chỉ cược vài triệu đồng, đặc biệt gần đây mỗi ván có số tiền ăn thua lên đến từ 1 đến 5 tỷ đồng. Sau nhiều ván thua trắng, ông Lèo thiếu ông Tân tổng cộng 22 tỷ đồng. Mặc dù đã cố gắng bán tài sản, hỏi mượn tiền của nhiều người, nhưng ông Lèo chỉ trả ông Tân được 5 tỷ đồng, còn nợ lại khoảng 17 tỷ đồng. Nhiều lần đòi nợ nhưng không được, ông Tân đã thuê một tay xã hội đen có máu mặt ở thành phố Sóc Trăng, nhiều lần đến nhà ông Lèo xiết nợ, đe dọa, giết chết cả nhà ông. Theo đó, vào tối ngày 22 tháng 12, ông Lèo hẹn ông Tân đến quán cà phê máy lạnh Thi Tài 2 trên đường Phú Lợi, phường 2, thành phố Sóc Trăng để đánh cờ, đồng thời điện báo với cơ quan điều tra. Khi ông Lèo và ông Tân đang sát phạt, thì hơn chục trinh sát ập vào bắt quả tang. 2. Trần Công Lộc, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau, xây phủ thờ gia tộc lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Khác với thú đỏ đen của hai vị kia, ông Trần Công Lộc khi đương chức là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau đã chơi trội khi về vùng quê Ngã Năm tỉnh Sóc Trăng, đầu tư xây phủ thờ rất hoành tráng. Đường dẫn vào khu phủ thờ là chiếc cầu bằng bê tông sơn phết đỏ tươi. Cổng chính tòa phủ được thiết kế mái ngói, rồng phượng uốn lượn. Toàn bộ khuôn viên của phủ được đóng cọc bê tông và căng rào lưới. Qua cổng là chiếc cầu hình bán nguyệt bắc qua ao sen. Phủ thờ chính có mái ngói cong, những cây cột bên trong phủ đều được chạm rồng uốn lượn công phu. Những cánh cửa đều bằng gỗ đắt tiền được nhập từ Indonesia. Sân phủ thờ, nơi thì được lát tấm đan, nơi thì có ốp đá chẻ và trưng rất nhiều cây kiểng, nhiều nhất là các loại mai. Ngay cả vợ viện trưởng Lộc cũng thừa nhận phủ thờ nhà mình lớn nhất vùng. Để hoàn thành,
chủ đã phải thuê đội ngũ thợ xây từ Cà Mau lên, kết hợp cùng rất nhiều nhân công địa phương. Về kiểu cách thì được chính ông Lộc đứng ra chọn mà không cần thuê thiết kế. Cũng theo bà này, số tiền xây dựng chỉ hết khoảng 500 triệu đồng, song người dân địa phương cho rằng số tiền ấy chỉ đủ để san lấp mặt bằng, xây hàng rào cùng các công trình cầu cống. Trước khi vị này bị cách chức, cơ quan chức năng xác định ông Lộc có khối tài sản gồm nhà, đất, cây kiểng trị giá hàng chục tỷ đồng, nhưng kê khai không trung thực. Trong thời gian đương chức, ông Trần Công Lộc đã có hàng loạt sai phạm như kê khai tài sản với cơ quan quản lý. Ông Lộc chỉ khai có 2 căn nhà tại thành phố Cà Mau, tỉnh Sóc Trăng, trại tôm giống và 2 chiếc xe Honda. Nhưng theo kết quả kiểm tra, ngoài căn nhà ở thành phố Cà Mau trị giá hàng tỷ đồng của gia đình ông Lộc đang ở, ông Lộc còn rất nhiều nhà đất có vị trí đẹp giữa thành phố này trị giá hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, ông Lộc còn cho xây phủ thờ gia tộc lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long tại huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng. Ngày 12 tháng 1 năm 1991, Ủy ban Nhân dân tỉnh Minh Hải, nay là tỉnh Cà Mau, giao cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh 38,3 hectare đất rừng của Lâm Trường Nam Căn để canh tác. Đến thời hạn trả đất, Viện trưởng Trần Công Lộc không giao lại đất cho nhà nước mà ký hợp đồng cho bà Trần Mỹ Lệ là chị ruột thuê. Đến ngày 17 tháng 1 năm 2004, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định thu hồi diện tích đất nêu trên, nhưng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau vẫn không chấp hành. Năm 1995, ông Lộc sinh con thứ ba, nhưng đến tháng 5 năm 1996 vẫn được bổ nhiệm chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. Hai năm sau, ông Lộc sinh con thứ tư và đến tháng 12 năm 2004 vẫn được tái bổ nhiệm chức vụ này. Việc sinh con thứ ba và thứ tư của ông Lộc không kê khai trong các bản kiểm điểm để thực hiện quy trình bổ nhiệm và tái bổ nhiệm. Ngày 1 tháng 7 năm 2005, với vai trò Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ông Lộc đã bỏ lọt tội phạm nghiêm trọng khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Tính Nghĩa, chủ mưu trong vụ án chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng tại công ty Camdimex. Với những sai phạm nêu trên, ngày 15 tháng 5 năm 2008, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao triển khai quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Trần Công Lộc để kiểm điểm, xem xét và xử lý kỷ luật. Đến ngày 22 tháng 5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau đã quyết định cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lộc, đồng thời đề nghị cách chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh. 3. Nguyễn Văn Khỏe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, lừa đảo 5.000 lượng vàng lấy tiền ăn chơi. Trước đó tại thành phố Hồ Chí Minh, vợ chồng Trần Thị Hà, Hà Văn Hòa, Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Thương mại Thành Phát đã cấu kết với ông Nguyễn Văn Khỏe, Tám Khỏe, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, để thực hiện phi vụ lừa đảo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn 5.000 lượng vàng. Khi vụ án bị phát hiện, mức độ ăn chơi trác táng của vị chủ tịch này cũng bị phanh phui. Cụ thể, đầu năm 2002, có 1 tỷ đồng trong tay, Hà và người tình thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Thương mại Thành Phát, nhưng khai khống với cơ quan chức năng vốn điều lệ là 5 tỷ đồng. Do quen biết với lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Chợ Lớn, Hà vay 18 tỷ đồng để mua căn nhà 26 đường Trường Sơn, quận Tân Bình, mà tài sản thế chấp chính là căn nhà này. Sau đó, đôi nhân tình mua hơn 4.800m2 đất tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, rồi phân lô bán nền trái pháp luật. Phát hiện sự việc, ông Nguyễn Văn Khỏe lúc này là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hóc Môn, chỉ đạo ông Trần Văn Tè, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Thạnh ngăn chặn. Lúc này, Hòa nhờ Đặng Công Danh, người có mối quan hệ mật thiết với ông Khỏe, bôi trơn 400 triệu đồng cho vị chủ tịch để được tiếp tục sang nền, bán đất và thu lãi hơn 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Danh đã nẫn tay trên của ông Khỏe 100 triệu đồng. Có mối quan hệ với ông Khỏe, vợ chồng Hà khai tăng vốn điều lệ của Thành Phát lên 50 tỷ đồng nhằm xin dự án khu dân cư và công nghiệp sạch, cũng tại xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Thực hiện ý định, Hà và Hòa đã lập khống hồ sơ đền bù dự án trên, tạo những bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả, rồi trình lên các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Để được chấp thuận, Hà nhiều lần tặng quà, tiền, đưa ông Khỏe và các quan chức địa phương đi du hí tại nhiều tỉnh thành. Thậm chí người đàn bà này còn nhiều lần vui vẻ với chủ tịch,
và hứa tặng ông Khỏe chiếc xe hơi Lexus đời mới. Do vậy, dù biết công ty Thành Phát không đủ năng lực thực hiện dự án, ông Khỏe vẫn giao cho trưởng phòng tài chính kế hoạch huyện Hóc Môn Dương Minh Trung làm nhiệm vụ thẩm định dự án đề xuất triển khai giao đất cho Thành Phát. Tháng 2 năm 2005, Ủy ban Nhân dân huyện lại có văn bản đề nghị cơ quan chức năng của thành phố tạo điều kiện giao đất trước cho công ty này vì không gây ảnh hưởng đến quy hoạch sử dụng đất ở địa phương. Theo xác định của Viện Kiểm sát, tổng cộng, Khỏe đã nhận của công ty Thành Phát hơn 1,4 tỷ đồng, 10.000 USD và nửa chiếc sừng tê giác trị giá 10.000 USD. Có trong tay quyết định chuyển mục đích sử dụng đất và hồ sơ, danh sách đền bù giả, vợ chồng Hà mang đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn vay 42 tỷ đồng, tương đương 5.000 lượng vàng. Để vay được tiền, Hà lót tay cho Nguyễn Công Định, nhân viên tín dụng, để người này xác nhận đủ điều kiện vay vốn. Sau đó, Hà cũng dùng chiêu vui vẻ như với chủ tịch Khỏe trước đó để lấy lòng Trần Văn Tuyến là giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chợ Lớn. Từ đó, Hà đã được Lưu Thị Minh Hiền, phó giám đốc, và Tuyến duyệt cho vay 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng, chuyển số dư nợ mua nhà 26 đường Trường Sơn trước đó. Làm việc với cơ quan điều tra, Hà cho biết, để được sự giúp sức của quan huyện, vợ chồng bà này phải thường xuyên mời anh Tám và bộ sậu đi ăn đặc sản, uống rượu quý, lùng mua bằng được chiếc sừng tê giác để biếu chủ tịch. Có lần để được ông Khỏe giúp làm hồ sơ xin dự án xây dựng khu dân cư, Hà phải đồng ý tặng ông này chiếc xe hơi Lexus đời mới như yêu cầu. Thậm chí bà giám đốc xinh đẹp còn phải chịu quan huyện nhiều lần để đổi lấy chữ ký trên những bộ hồ sơ. Còn chồng bà này khai đã nhiều lần đưa ông Khỏe đi du hí khắp các tỉnh thành ăn chơi, nghỉ mát ở các nhà hàng sang trọng và dĩ nhiên không thể thiếu các kiều nữ phục vụ. 4. Nguyễn Văn Tâm, cựu đội trưởng quản lý thị trường Long An, quan hệ bất chính với vợ người khác và thường xuyên đánh bạc. Chuyện ăn chơi đình đám của quan chức miền Tây cũng có sự góp mặt của ông Nguyễn Văn Tâm, cựu đội trưởng quản lý thị trường Long An. Cơ quan điều tra và đảng ủy khối cơ quan tỉnh Long An xác định ông Tâm sang Campuchia đánh bạc, quan hệ bất chính với bà Trần Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng, rồi cùng người tình sang nước bạn đánh bạc. Trước đó, vào ngày 11 tháng 6 năm 2011, nhiều báo đã đưa tin Hội đồng khen thưởng kỷ luật của Sở Công Thương tỉnh Long An đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Tâm, cụ thể là cách chức đội trưởng quản lý thị trường số 5. Ông Nguyễn Văn Tâm được xem là người thứ ba trong vụ nhà báo Lê Hoàng Hùng bị đốt khi đang ngủ tại nhà riêng vào ngày 19 tháng 1. Theo cơ quan chức năng đang điều tra, nghi vấn bà Trần Thị Thúy Liễu, vợ nhà báo Hoàng Hùng, là thủ phạm đốt chồng thì bất ngờ xuất hiện tình tiết lạ liên quan đến người thứ ba. Nghi vấn chưa được gia đình bà Thúy Liễu đặt ra với bằng chứng là những lá thư có vấn đề mà bà Liễu gửi cho ông Nguyễn Văn Tâm, nguyên đội trưởng đội quản lý thị trường số 5 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Long An. Mặc dù cả gia đình bà Liễu và bản thân người đàn bà này đều thừa nhận mối quan hệ trên mức bình thường giữa bà Liễu và ông Nguyễn Văn Tâm, nhưng ông Tâm vẫn một mực phủ nhận. Đặc biệt, cơ quan điều tra cũng xác minh được, ngoài mối quan hệ bất chính với vợ nạn nhân, ông Tâm còn có nhiều lần cùng quý bà này sang Campuchia để thử vận may trong trò đỏ đen và thu đến hàng trăm triệu đồng. 5. Bùi Tiến Dũng, Tổng Giám đốc BMU 18. Nguyên Tổng Giám đốc BMU 18 Bùi Tiến Dũng từng một thời chơi bời trác táng một cách bệnh hoạn khó đỡ. Và một trong những nơi Bùi Tiến Dũng tổ chức các bữa tiệc của quỷ là nhà hàng P ở quận Đống Đa, Hà Nội. Ngoài những món cao lương mỹ vị, nhà hàng có đầy đủ dịch vụ phục vụ dân đại gia như bar, karaoke, massage chân trên cả tuyệt vời. Theo đơn tố cáo của một nữ sinh từng là nhân viên phục vụ tại nhà hàng, gửi cơ quan cảnh sát điều tra và một số cơ quan báo chí, Bùi Tiến Dũng thường xuyên tổ chức ăn nhậu, sau đó là đánh bài. Trước khi chơi, gia chủ thường gọi tất cả nhân viên nữ đến để kiểm tra sắc đẹp bằng tay. 4 cô gái đẹp nhất sẽ được chọn phục vụ chiếu bạc. Khi mọi người đánh bài, 4 cô phải đứng xung quanh phục vụ và chỉ được mặc một chiếc quần lót. Con bạc nào đen thì ngậm đầu nhũ hoa của nhân viên phục vụ. Nếu đen quá thì quan hệ tình dục với nhân viên phục vụ tại phòng. Kẻ gặp vận hên thì nhét vào quần lót của nhân viên phục vụ khi 100 đô, đút vài tờ 500 ngàn. Chỉ đến khi chiếu bạc nghỉ, các cô mới được cởi quần lót ra đếm tiền. Nhiều con bạc dùng thuốc kích thích
có đêm giải đen đến 4 lần. Cuối lá đơn tố cáo, nữ sinh viên này viết: "Đây mới chỉ là một phần của sự thật thôi. Cháu không hiểu bắt Bùi Tiến Dũng và bạn bè lấy đâu ra nhiều tiền thế, trong khi cháu và gia đình khác cố gắng chưa chắc kiếm được 200.000 đồng một tháng. Cháu tự hỏi, tại sao một nhà hàng như thế mà tồn tại trong chế độ ta?" Và đúng như thắc mắc của nữ sinh trên, đầu tháng 7 năm 2011, nguyên tổng giám đốc BMU 18 Bùi Tiến Dũng lại tiếp tục hầu tòa. Nhận định vai trò của bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án xây dựng cầu Bãi Cháy, Quảng Ninh, hội đồng xét xử cho rằng bằng việc lập khống lương của hàng chục nhân viên tư vấn bổ sung từ tháng 3 năm 2003 đến tháng 2 năm 2006, Dũng Tổng cùng thuộc cấp đã rút được hàng tỷ đồng của nhà nước. Tòa khẳng định đủ căn cứ xác định bị cáo trực tiếp ký duyệt nhiều văn bản chấp thuận, tạo điều kiện cho Phạm Tiến Dũng, trưởng phòng BID6 và những người khác chiếm hưởng gần 1,6 tỷ đồng. Trong số tiền này, bị cáo Bùi Tiến Dũng hưởng lợi cá nhân thông qua việc chỉ đạo Phạm Tiến Dũng trích 500 triệu đồng làm quà nghỉ hưu cho Phó Tổng Giám đốc Đỗ Kim Quý và 100 triệu đồng tiếp đãi bạn. Tòa nhận định, việc thay đổi quan điểm truy tố bị cáo Dũng từ tội tham ô tài sản sang tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là hợp lý, có căn cứ và quyết định phạt bị cáo 7 năm tù giam về tội danh này. Quý vị thân mến, trên đây là những cuộc ăn chơi đình đám của quan chức Việt. Tháng 8 năm 2016, Công an tỉnh Nam Định đột nhập, triệt phá ổ bạc theo hình thức sóc đĩa tại thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường. Điều khiến dư luận sốc là trong số các đối tượng bị bắt giữ, có hai ông quan chánh của huyện. Một ông là ủy viên thường vụ huyện ủy, chánh văn phòng huyện ủy, và ông kia là huyện ủy viên, chánh văn phòng ủy ban nhân dân huyện. Hai ông quan chánh ngồi ở cương vị đáng lẽ phải khiến cả xã hội nể phục, vậy mà các ông lại mê sóc đĩa, thế mới lạ. Chẳng phải là các ông giải trí cho vui, bởi thiếu gì chốn thư giãn mà lại mò vô ổ bạc, bị công an bắt quả tang. Thế thì không thể là đúng quy trình, cũng chẳng thể bảo không hiểu sao hay bất ngờ được nhỉ. Chuyện đánh bạc của hai ông này gợi nhớ đến hai quan chức ở Sóc Trăng chơi cờ, sát phạt nhau, mỗi ván cờ chung độ tiền tỷ, rúng động dư luận một thời. Sự ăn chơi của các quan thì không chỉ có cờ bạc mà hình thức còn thiên hình vạn trạng. Ví như Tổng Giám đốc BMU 18 Bùi Tiến Dũng, với các bữa tiệc của quỹ, ngoài những món cao lương mỹ vị, nhà hàng còn có đầy đủ dịch vụ như bar, karaoke, massage và cả chân dài phục vụ từ A đến Z. Ví như quan nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau chơi nhà, với biệt phủ lộng lẫy còn hơn cả cung vua, phủ chúa, và hàng ngàn hàng vạn quan chức khác đã và đang đua tranh với ông này về độ to, độ hoành tráng xa xỉ. Ví như ông Trịnh Xuân Thanh chơi xe, nhân vật đang hot trên các phương tiện thông tin đại chúng bấy lâu nay, đáng được tôn lên hàng đại ca. Ví như các vị quan xã ở Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội, nổi đình đám với việc cấm quán ăn nhậu, hát hò 3,5 tỷ đồng. Ví như Phó Công an xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, cưỡng bức cháu T đang học lớp 8, chuyện bại lộ còn mở miệng xin lỗi, mong khổ chủ cho một con đường sống. Và còn những cuộc ăn chơi khác. Mấy ngày qua, dư luận bất bình xung quanh chuyện quan chức thể thao tranh suất của huấn luyện viên, bác sĩ đi Olympic du lịch. Đây không phải là lần đầu tiên dư luận phản ứng chuyện này. Các kỳ đại hội thể thao từ khu vực cho đến châu lục cũng đã xảy ra chuyện quan chức ăn theo vận động viên khiến dư luận bất bình. Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội chất vấn: "Người ta đi thi đấu, anh đi quản lý cái gì? Không lẽ sợ người ta trốn ở lại Brazil sao? Đừng biến những cuộc này thành cơ hội giải quyết chính sách của quan chức thể thao." Trước phản ứng của dư luận cho rằng quan chức ngành thể thao lợi dụng đi du lịch, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao Vương Bích Thắng lên tiếng. Nói là đi du lịch là không phải, đi dự Olympic rất vất vả. Từ sáng cho đến đêm họ phải di chuyển liên tục. Được đi Olympic nghe tiếng thế thôi nhưng rất vất vả. Họ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi hay đi chơi đây đó, tất cả đều phải làm việc cật lực. Không hiểu các quan chức phải di chuyển liên tục suốt ngày đêm để tổ chức chỉ đạo những gì mà nữ võ sĩ Ngọc Tú từng 5 lần vô địch SEA Games phải ở trong cảnh đơn độc, không thầy, không đồng đội. Phải tự lo toàn bộ, từ chuẩn bị đồ đạc, tự đến chỗ tập, rồi nghiên cứu lịch trình thi đấu, đối thủ. Trước những thông tin như thế, dư luận đặt câu hỏi,
đội ngũ quan chức thể thao đông đảo đi cùng đoàn đang làm gì, ở đâu, liệu có đúng như lời trần tình trên đây của ông Tổng Cục Trưởng. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe truyện ngắn Đường Trần Mấy Nẻo, truyện ngắn Nguyễn Thị Lê Na. Hai người đàn bà gần như cùng dừng lại một lúc, cùng chạm mặt nhau, cùng sững sờ và cùng thốt lên mừng tuổi. Nga trên chiếc xe máy tay ga màu sữa trắng, Lệ cùng cậu con trai chừng 6 tuổi bước xuống từ chiếc ô tô con màu mận chín. Họ gần như đổ ập vào nhau sau một phút ngỡ ngàng. Hai thiếu phụ trẻ ứa nước mắt, thổn thức. Chị Nga, chị vẫn đẹp và cứng cỏi như xưa. Em cảm ơn chị. Sau phiên tòa em đi luôn, không kịp nói lời cảm ơn. Lệ cười, quệt giọt nước mắt lăn trên gò má ửng hồng. Lệ đây ư, em giờ trông như bà Hoàng ấy, mừng cho em. Nga kéo Lệ và cậu bé điển trai ngồi ra một góc xa, mỗi người một quả dừa tươi đã cắm ống hút. Nga trìu mến nhìn mẹ con thiếu phụ trẻ, đại cát ngồi trước mặt, lòng tràn ngập niềm vui và nỗi áy náy sâu sắc. Chị tự thấy mình là vị quan tòa tắc trách, đã từng dửng dưng như một cái máy trước số phận người đời, và suýt nữa, Lệ đã chết mòn, chết oan. Chị xin lỗi em, chị đã không tìm hiểu, chỉ ngồi một chỗ rồi phán như sách vở, không biết chi thực tế cay nghiệt gia đình em. Chị đừng nói thế, hàng tháng có biết bao án dân sự vây lấy chị, thời gian đâu chị dành riêng cho trường hợp của em, vả lại lỗi phần nhiều ở em, ở số phận em. Quả có thế, tốt nghiệp đại học, bọn con gái trong lớp ai nấy tiếu ta tiếu tít mở lòng đón nhận bạn trai, mong gặp được người có điều kiện để đảm bảo cuộc sống thông thả, an nhàn. Không hiểu sao, Lệ ngược lại, né tránh và từ chối tất cả. Cô khép mình, gìn giữ như một tu sĩ. Dù vậy, đám con trai vẫn lượn lờ vòng trong vòng ngoài. Có người sáng vào săn đón, tán tỉnh. Cô sợ nhất những thanh niên bậm trợn vạm vỡ, bợm bãi râu tóc. Bởi cô nghĩ, những người đàn ông hầm hố, thường vũ phu, coi vợ như thứ đồ chơi trong tay mình. Sự an phận của một cô gái nông quê nghèo khó ngăn cản trái tim non dại của Lệ chăng? Không phải Lệ kén cá chọn canh, mà bởi bản tính cô vốn thế, khoan hòa, nhẫn nhịn và an yên, một chút yếu đuối và nhạy cảm, một chút lãng mạn trong tâm hồn, khiến Lệ lo sợ lấy chồng giàu sẽ phụ thuộc vật chất và nhiều áp lực. Và trái tim Lệ đã mở cửa sau cho Hiếu từ lúc nào. Một thanh niên trắng trẻo thư sinh, tay chân nhỏ nhắn như con gái, ăn nói nhẹ nhàng, bố mẹ dạy học ở quê, hẳn không phải giàu có, trọc phú. Tình yêu giữa Lệ và Hiếu kéo dài gần 2 năm thì cưới. Ai cũng mừng cho hạnh phúc của đôi trai tài gái sắc. Lệ cũng hạnh phúc với lựa chọn của mình. Với công việc ổn định, Hiếu có chút vị trí trong công ty đang bề ăn nên làm ra, lại được gia đình giúp sức. Vợ chồng Lệ cũng đã có căn nhà 3 tầng ở rìa thành phố. Vốn vùng nông thôn xưa, đất rẻ và vườn khá rộng, bỗng nhiên thành phố quy hoạch mở rộng, nhà vợ chồng Lệ thành trung tâm, có trục đường lớn chạy qua. Ngôi nhà có giá gấp mấy lần giá trị cũ, ai cũng mừng cho cô. Một số bảo cô có mắt tinh đời, biết chọn chồng, hội tụ đủ yếu tố người đời mơ ước, đẹp trai, hiền lành, và biết kiếm tiền lại gặp thời gặp thế. Lạ thay, tình cảm vợ chồng Lệ ngày càng không tỷ lệ thuận với vật chất có được, thậm chí trái ngược hoàn toàn. Khi Lệ mang bầu đứa con đầu lòng, cơ thể yếu ớt lại bị cái thai hành hạ, người dần như tàu lá, xanh xao vỏ vàng. Với khả năng kiếm tiền của Hiếu, đủ để trang trải cuộc sống gia đình, không cần đến những đồng lương công chức của Lệ. Vợ chồng thống nhất, Lệ xin nghỉ việc ở nhà dưỡng thai và tiện chăm sóc con sau này. Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng như khi đang yêu. Cuộc sống vợ chồng Lệ chỉ yên ấm được thời gian đầu. Tâm tính Hiếu cũng thay đổi theo thời gian. Thay bằng việc yêu thương chăm sóc vợ, thì Hiếu lại thờ ơ tìm thú vui bên ngoài. Hình như suốt thời gian Lệ mang bầu, ở cử và chăm sóc con dại, Hiếu đã thường xuyên trút sinh lực đàn ông vào một nơi nào đó, đến nỗi không buồn che đậy bí mật nữa. Có lần bạn bè báo cho Lệ biết số phòng, tên khách sạn, nơi Hiếu đang mây mưa hoang lạc với người tình trẻ. Lệ bụng mang dạ chữa, một mình khóc ròng trong đêm giá lạnh. Không chịu được, cô bấm máy cho chồng, hết cuộc này cuộc khác. Mãi rồi Hiếu cũng mở máy, nhưng thay vì nghe lời chồng là tiếng thở hổn hển
và tiếng đàn bà trong cơn hấn tình như con thú bị trúng đạn. Và Lệ cũng bị trúng đạn. Viên đạn người chồng phụ tình bắn ra từ khách sạn ấy, găm thẳng vào trái tim người đàn bà một thời vang bóng, khiến Lệ chết đứ đừ như cá lên khỏi mặt nước. Cơn ghen tuông đàn bà trong Lệ dày vò khủng khiếp khi cô hình dung chồng mình ân ái với người tình, vừa hú hí vừa cười cợt cô. Mẹ chồng biết chuyện, động viên con dâu hãy bình tĩnh, nhất định Hiếu sẽ hồi tâm chuyển ý. Bà tỏ ra thông hiểu lẽ đời, rằng nhân tình chỉ như cái áo khoác ngoài, cởi ra mặc vào tùy lúc. Còn vợ là cái áo mặc trong, luôn giữ ấm trái tim, người đàn ông không tùy tiện cởi bỏ. Bà cười thủ thỉ, đàn ông mèo mỡ thế thôi, có mấy người dám bỏ vợ rước tình nhân về nhà đâu con. Lệ cũng dàn lòng, nhắm mắt nghe theo. Hiếu về mặt nặng mày nhẹ, vung rá đá kiền. Anh quát, bảo Lệ rảnh rỗi quá, ngồi kiếm chuyện không đâu, trong khi anh ta vất vả đi làm, kiếm tiền lo kinh tế gia đình. Cuộc cãi vã xảy ra. Hiếu như mất hẳn lý trí, không từ việc thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với người vợ, bụng chữa vượt mặt. Đêm đó, Lệ sinh non bé Thương, cái thai mới bước sang tháng thứ 8. Tình cảm vợ chồng rạn nứt, cái bình pha lê hôn nhân của Lệ vụn vỡ. Khuyên can chồng mãi không được, từ một cô gái vui vẻ yêu đời, Lệ trở nên lặng lẽ, sống bên chồng như một cái bóng. Căn bệnh trầm cảm của Lệ càng nặng hơn sau khi sinh con, lúc nào cũng trong trạng thái lo lắng, bồn chồn, bất an. Mẹ chồng nhìn Lệ ái ngại, thương cảm. Thời đại đã thay đổi, mọi cái đã vượt ra ngoài ý nghĩ của bà xưa nay. Bà chẳng biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng để mắt đến đứa cháu nội đang còn đỏ hỏn. Cái lần nhà Lệ tanh bành nhất là khi Hiếu gần như say điên đảo với người tình trẻ, bất chấp mẹ già can ngăn, ra mặt chu cấp cho cô ta ăn học đại học, tính chuyện vuông tròn. Hiếu là lẽ sống của cô ta, là bậc trượng phu đã cứu cô thoát khỏi công việc ô uế, hứa hẹn cho cô tương lai. Và Hiếu dĩ nhiên đã chán ngấy cô vợ mặt lúc nào cũng đăm đăm, cao có. Mỗi lời nói, ánh mắt, nụ cười của người tình trẻ đều khiến Hiếu mất ăn, mất ngủ. Hiếu mê muội say đắm bên người tình bất cứ lúc nào có thể. Vì yêu, vì thương cảm hoàn cảnh éo le, sự mới lạ, xúc cảm với người tình trẻ, khiến Hiếu hào hoa quân tử bao nhiêu, thì trái lại, lại nhận lấy sự dối trá, ghẻ lạnh từ chồng bấy nhiêu. Người ta nói, đàn ông ngoại tình giống như nghiện thuốc phiện. Chuyện Lệ bị Hiếu đánh diễn ra ngày một dày hơn, và bao giờ phần lỗi cũng đều do Lệ. Mà có sao đâu, do ai, vì đâu thì Lệ cũng bị đánh, tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Có một điều mà Lệ không sao hiểu được, đó là những lần vũ phu, Hiếu chỉ đấm vào đầu, tát vào mặt Lệ, không thương tiếc. Hình như Hiếu không chịu nổi cái mặt vợ mỗi lần bước về nhà. Từ bao giờ, hai bàn tay của Hiếu trở thành nỗi ám ảnh trong tim Lệ. Lệ biết là không thể cứu vãn hạnh phúc. Cô hiểu, dù có kéo được Hiếu trở về bên cạnh, thì đó chỉ là sự gá ghép sống sượng. Cả hai cô đơn âm thầm bên nhau. Cô viết đơn ly hôn, Lệ tưởng chồng sẽ mừng như vớ được vàng mà đặt bút ký ngay vào đơn. Nhưng anh ta gạt đi. Cả hai lần đứng trước tòa, anh đều nói mạch lạc rằng vợ chồng hiểu nhầm, sinh va chạm là không tránh khỏi. Rồi sau mưa, trời lại sáng trong thôi. Tòa nghe thế thì mát ruột, khuyên Lệ đừng quá nông nổi đàn bà mà vội phá bỏ ngôi nhà hạnh phúc. Trong sâu thẳm ý nghĩ của những người có mặt trong hai phiên hòa giải, không ai hiểu được lòng dạ của Hiếu. Thẳm sâu trong lòng, Hiếu biết trước sau rồi cũng ly hôn, bởi Lệ đã rất quyết tâm và anh cũng không còn yêu Lệ nữa. Nhưng để mất Lệ thì anh không chấp nhận được. Đàn ông ích kỷ hơn người ta tưởng. Lệ không tin chuyện có người đã ly hôn xong đường ai nấy đi và mình đã cưới vợ mới, nhưng thoáng thấy có bốn người đàn ông nào lén phén đến gần vợ cũ là sừng sộ gây gổ. Thế mà Hiếu còn hơn thế, anh ta thâm thúy trăm lần. Biết giờ đây do mang thai và sinh nở, Lệ xanh rớt và tiều tụy, nhưng ẩn chứa bên trong Lệ là vẻ đẹp trời cho. Vẻ đẹp ấy sẽ hồi sinh khi qua giai đoạn nuôi con nhỏ. Hiếu không muốn vẻ đẹp ấy rơi vào gã đàn ông khác. Anh phải làm cho tan vàng nát ngọc, khiến Lệ thân tàn ma dại khi bước ra khỏi nhà này. Và không có thằng đàn ông nào thèm nhìn lại Lệ nữa.
Lần tòa gọi phiên hòa giải thứ hai, vào một ngày hạ nắng nóng, Lệ Trùm khăn kín đầu, kín cả hai thái dương và hai má, chỉ chừa hai con mắt. Ai cũng nghĩ rằng do mới sinh nên Lệ kiêng gió mái. Đâu hay rằng chiếc khăn trùm là cách duy nhất để Lệ che đi những vết sưng bầm tím do những quả đấm, quả thụi từ bàn tay quen hành hạ của chồng. Phiên hòa giải thứ ba, khuôn mặt Lệ như trận địa, một con mắt sưng vù như quả trứng chực bung vỡ, cái khăn trùm không thể che lấp. Hiếu vẫn trơn chảy và ngọt ngào trong mỗi câu nói yêu thương vợ, rằng đó là do Lệ trượt chân cầu thang để mặt đập vào tay vịn. Thú thật, khi chị dọa chuyển hồ sơ sang tòa hình sự, Hiếu lý nhí nhận lỗi một cách yếu ớt. Chị mới hiểu ra tình cảnh đau đớn mà em chịu đựng suốt thời gian qua. Đáng ra chị phải giải quyết ngay, không kéo dài thời gian hòa giải. Nga tiếp, mà cũng không phải dọa, chị định chuyển hồ sơ thật. Sau đó vài hôm em sốt ly bì, đầu óc đau như búa bổ, mê man bất tỉnh. Bố em đưa đến bệnh viện, chỉ kịp cứu được con mắt lành. Bác sĩ bảo con mắt phải đã hoại tử nặng, nguy cơ cả nhiễm trùng máu. Phẫu thuật kịp nó là cứu được con mắt trái và cũng cứu được mạng sống em. Thế giờ em mang một con mắt giả, sao chị không nhận ra? Nó vẫn đẹp và sinh động như mắt kia. Dạ, cũng may chị ạ. Lệ cười bẽn lẽn, rỉ rẫm kể. Rời phiên tòa, Lệ lên taxi đi ngay. Tất cả gọn nhẹ như ngày về nhà chồng. Giờ chỉ thêm đứa bé ẵm trước ngực. Chiếc taxi chở mẹ con Lệ lao vút ra khỏi ngõ như chạy trốn. Mà cô chạy trốn thật, chạy trốn người chồng mất nhân tính. Mà cô nghĩ nếu chậm chân, sẽ khó an toàn cho cả hai mẹ con. Cô chỉ cần bé Thương là đủ. Mọi thứ khác, nhà cao, vườn rộng, không là gì nữa. Đã từ lâu, Lệ thủ phận nuôi con một mình, không còn tin vào đàn ông, càng không mơ màng cuộc sống tươi đẹp đến với mình. Cô thấy mình quá nhiều mất mát. Con mắt phải hứng trọn quả đấm thôi sơn hiểm ác của người chồng bội tình, đã không cứu vãn được. Lệ ngơ ngác và đau đớn nhìn mình trong gương, khi cái hốc mắt đỏ lờm sâu hoắm, trống hoác như hố bơm. Số phận đã đẩy cô đến bước này sao? Trong tình cảnh bố mẹ già khó cán đáng thêm hai mẹ con mình, Lệ đã đặt một máy ép mía và bán sinh tố trái cây ngoài rìa đường, dưới gốc phượng tỏa bóng, chỗ đối diện với ngã ba có bãi đất trống người ta chăn thả gia súc. Lệ lấy bông đệm vào hốc mắt băng lại và đeo vào đôi kính đen. Khách của Lệ chủ yếu là bọn trẻ chăn bò và cánh thanh niên chiều chiều ra đá bóng ngày một đông. Bỗng nhiên bãi đất trống thành công trường xây dựng, một siêu thị lớn mấy tầng. Xe máy rộn ràng, công nhân đông đúc và quán nước mía sinh tố trái cây của Lệ theo đó mà đắt hàng. Có một người ngày nào cũng ghé qua, ấy là ông chủ thầu công trình. Ông trạc tuổi 60, người tầm thước, tóc muối tiêu thòa ra dưới vành mũ nhựa vàng công nhân. Ông và bé Thương thành ông cháu thân thiết từ lúc nào. Ông già vừa chơi trốn tìm với bé Thương, nhưng lại kín đáo nhìn Lệ từ một góc khuất. Cuối mỗi chiều, Lệ cùng chiếc xe đẩy chất đầy những ly sinh tố đưa vào công trường cho công nhân. Khi công trường sắp xong phần thô, ông già lặng đi đâu mất. Thay ông là một thanh niên khá điển trai tên Cần, nghe nói từng du học mấy năm ở Tây về. Ông ta lặp lại quy trình như ông già ấy, nghĩa là ngày nào cũng có mặt ở quán Lệ, gọi một ly sinh tố và say mê chơi trò bố con với bé Thương. Đôi khi anh ta kín đáo nhìn Lệ không chớp, Lệ vội vàng quay đi lẩn tránh cái nhìn lạ lùng ấy. Được một thời gian khi đã khá thân thiết, Cần ấp úng ngỏ lời đưa Lệ đi chữa trị con mắt hỏng. Cô giật mình như phải bỏng, lắc đầu quầy quậy, chối đầy đẩy. Nhưng hình như Cần đã lường trước tất thảy. Mọi chi phí anh lo, chỉ cần em đồng ý. Cần ngập ngừng nói thêm, hẳn để Lệ yên tâm. Anh quý bé Thương, coi như anh làm từ thiện. Lệ đem chuyện nói với bố mẹ, hai ông bà suy nghĩ mãi, rồi cũng đồng tình, còn động viên Lệ. Xã hội cũng còn lắm người tốt, họ giúp mình chữa bệnh, có ràng buộc gì đâu con. Lệ nhắm mắt đưa chân, lòng mong có được một đôi mắt khả dĩ để cất đi đôi kính đen cho nhẹ nhàng. Máy bay đưa hai người đến một bệnh viện khá tiên tiến, chuyên điều trị thẩm mỹ về mắt. Mọi việc diễn ra trong không gian hiện đại choáng ngợp. Lệ thường nắm chặt tay Cần trong hành lang đi vào phòng mổ. Lạ thay, cô không thấy đau và sợ khi nắm bàn tay nóng ấm tin cậy của anh. Một tháng sau,
người ta tháo băng cho cô. Lệ vẫn lấy tay che bưng hai mắt. Cô sợ một cái gì không rõ, hồi hộp và lo lắng. Suốt hành lang dẫn về phòng riêng, Lệ vẫn nhắm tịt. Khi chỉ còn hai người, với lời dịu dàng khích lệ của Cần, cô mới từ từ hé mắt giữa hai ngón tay nhìn vào gương. Lệ reo lên vì sung sướng. Mọi thứ hoàn hảo đến không ngờ, như thể cô chưa từng bị mất một mắt. Khó ai có thể nhận ra khi con mắt giả cũng liếc lái sinh động như con mắt thật. Chúng như một đôi trời sinh. Sau những gì đau thương mất mát đi qua, Lệ trở lại tự tin xinh đẹp và nền nã của con gái Xuân Thì. Trắng hồng, đầy đặn và quý phái. Cần nheo mắt cười nhìn cô, như thể anh đã biết viên ngọc quý từ khi chưa mài sáng. Anh cười gì thế? Lệ thẹn thùng hỏi. Cần gật gật đầu như xác nhận. Hì, bố anh có con mắt tinh đời, nhờ bố anh mới gặp được em. Ông trời thật có mắt, chị mừng cho em, hạnh phúc của em mà chị vui như được của, thật đấy. Nga bỏ trái dừa uống dở, nắm lấy bàn tay Lệ thật chặt, như người chị thấy em gái tay qua nạn khỏi và đang rất hạnh phúc. Bao năm, chị canh cánh nỗi buồn có lỗi khi cố ý chùng chình chuyện ly hôn của Lệ, mong vợ chồng họ hàn gắn, vô tình suýt gây nên tai họa lớn. Em cũng không tin nổi mình lại được như ngày nay. Chợt Lệ cảm biết được sự áy náy trong lòng Nga. Cô nói ác đi. Thôi, chuyện qua rồi chị ạ, à, em cũng không nhớ chi nữa. Anh ta cưới cô bồ trẻ ấy rồi, phải không? Là Hiếu ấy. Không, nghe nói khi biết chuyện cũ của Hiếu, cô ấy cũng sợ mà rời bỏ. Cả hai chợt im lặng, không biết vui hay buồn. Lệ chợt ngậm ngùi. Thực ra em có gặp lại anh ấy một lần. Anh ta tìm đến chỗ em sao? Chắc đã hối lỗi. Dạ không, hôm đó đoàn rước dâu đám cưới em vô tình đi qua trục đường ấy. Em và Cần trên chiếc xe hoa, ngang qua con đường cũ, gió thổi ngược. Ngôi nhà xưa hoang vắng, mảnh vườn cỏ dại cạnh đường, Hiếu chống cuốc nhìn ra. Âu cũng là thượng đế công bằng với mọi sinh linh. Nga khẽ kéo Lệ ngồi xuống ghế, Lệ lặng im không nói gì. Nhưng cái im lặng của Lệ, Nga hiểu rằng cô ấy đang trong cơn cảm xúc của một tấm lòng nhân hậu. Vẫn thầm mong Hiếu sớm tu tỉnh, rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc. Nga xóa tan bầu không khí vướng chút bùi ngùi, bằng cách khẽ kéo thằng bé về sát mình, hôn lên mái tóc khét nắng của cô cậu. Lệ nhìn con trai, chợt bật cười thành tiếng. Còn có gì bí mật sao? Nga nheo mắt nhìn Lệ hỏi. Dạ không, Lệ bẽn lẽn, là em chợt nhớ chuyện cũ, chị ạ. Khi thằng bé 2 tuổi, giữ nó như bắt cóc bỏ dĩa, Lệ vừa mở màn quay lại chẳng thấy nó đâu nữa. Tìm quanh không thấy, vội leo lên tầng 2, rón rén đi tìm. Qua khe hẹp cánh cửa khép hờ phòng bố chồng, thấy thằng bé đã khoanh tròn như con chó con trong lòng ông nội. Ông trên tay ly rượu màu cánh gián, má cà lên mái tóc mềm thằng bé, mắt ngước nhìn Cần đang khoan thai đi lại cạnh ông. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ. Lúc đó con rất sợ, sợ bố không đồng tình. Khi Lệ đã có bé Thương, lại còn mất một mắt. Tiếng Cần rỉ rả. Ha ha, anh tưởng bố vô tình cử anh thay bố trên công trường ấy sao? Tiếng ông bố cười vang sảng khoái. Thế ra bố đã chấm. Cần hơi ngớ ra. Nhưng bố để tùy con và xem mắt nhìn người của bố con mình có cùng một gốc. Có thấy ra con bé lọ lem bán sinh tố trái cây gốc đường. Có nhận ra thần thái với nét dịu dàng tỏa sáng. Nét nhân hậu sâu sắc và kín đáo, tựa bếp lửa trong ngôi nhà ấm cúng. Còn tưởng bố phong kiến lạc hậu sao? Con nhớ rồi, con cảm ơn bố. Có điều, làm sao con thuyết phục được Lệ, một cô gái đầy tự trọng và lúc đó đang co mình lại trong cái bon ke thủ phận. Con chẳng biết nữa, cứ nói đại như lòng mình nghĩ. Và thực sự đã có một cuộc đối thoại thẳng thắn giữa chúng con đấy bố ạ. À. Khi nghe con nói Lệ dậy nảy, như thể nghe nhầm, phủi tay lia lịa, nói gặt phắt, bảo là đã có bé Thương, đã là đàn bà cũ, và khiếm khuyết chỉ còn một mắt. Nhưng có lẽ thấy con kiên quyết một cách chân thành, cuối cùng Lệ đã đồng ý cho con đưa đi chữa trị. Bố biết con bé Lệ không tầm thường đâu, bố coi chuyện của nó hồi đó như một tai nạn. Bố rất thông cảm, đàn bà, đường trần mấy nẻo. Ông bố cười rung đùi, lâu sau nói thêm, ai đó đã nói bố quên tên, nhưng vẫn nhớ lời.
rằng phong thủy trong mỗi ngôi nhà chính là người đàn bà. Ngẫm lại, mẹ con xưa và Hy Vọng Lệ bây giờ là phong thủy ngôi nhà ta mà cha con mình may mắn có được. Nga sững sờ, nghe như nghe chuyện cổ tích. Lại mừng vui trào dâng, nghẹn thở, không nói nên lời. Hai trái dừa trong tay hai người đàn bà trẻ, ngọt mát hơn ngày thường. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.